Bài tiếp theo từ câu 191 đến câu 195, bài này gồm có 3 bài đọc. Bài đọc số 1 là một cái article, là bài báo. Bài đọc số 2 là một cái memo, thư báo nội bộ. Bài đọc số 3 là một cái email nè em. Câu 191, why, tại sao cái bài báo được viết? Bài báo là bài số 1 phải không nào? Câu hỏi dạng mục đích của bài báo, chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối nha em. Đọc đáp án trước nào, câu A, to propose, để đề xuất một cái giải pháp công nghệ. Câu B, để criticize, để phê bình cái cách giải quyết, cách xử lý của một cái tình huống. Câu C, để describe, mô tả, miêu tả một số cái thay đổi trong chính sách. Câu D, để announce, thông báo về cái việc thuê hay là tuyển một cái executive là người điều hành. Chúng ta đọc đoạn đầu của bài số 1 trước nha em. Đây bài số 1 đây ha. Bài này có cái tựa đề, mình đọc luôn tựa đề nha. Darwin Air. Một cái tên riêng mà có từ Air trong đó, đó là tên của một cái hãng hàng không đó em ha. Darwin Air, hãng hàng không Darwin Air. Tiếp tục adapt. Mình có từ adapt là thích nghi đó. Thích nghi có nghĩa là thay đổi để mà thích nghi phải không em? Vậy rất có khả năng là cái đáp án mà liên quan đến change phải không? Nhưng mà mình phải đọc tiếp ha để cho chắc nào. For, đối với bất kỳ cái chuyến bay nào á thì có một điều là hầu như đảm bảo rằng á sẽ có một vài cái passengers, hành khách mà reservation đặt chỗ trước và sẽ không có show up, là không có đến, không có xuất hiện. Unsurprisingly, không có gì ngạc nhiên, hầu hết những cái hãng hàng không á attempt, nỗ lực để mà lấp đầy những cái ghế trống bằng việc overbooking. Overbooking có nghĩa là bán vé dư ra, bán vé lố ra đây em, bán vé với cái số lượng nhiều hơn so với cái khả năng mà mình có thể chứa ha, người ta gọi là overbooking. Rồi tiếp, cái method này nè, cái phương pháp này, cái cách thức này nè sẽ không tránh khỏi là không có cái controversy, là tranh cãi, tranh luận. However, tuy nhiên, nó để cái từ however ở đây để mà nhấn mạnh thôi. Thật ra em đảo cái từ however lên trước cái từ this method, dịch sẽ dễ hơn ha. Tôi dịch lại nè. Tuy nhiên, cái phương pháp này, cái cách thức này không thể không có controversy, tranh luận, tranh cãi. As, bởi vì nó occasionally, thỉnh thoảng, results in, sẽ gây ra cái chuyện là nhiều hành khách hơn là cái chỗ ngồi, và một số cái người có vé đó phải sắp xếp để mà bay cái chuyến alternative, thay thế. Ok, và khi dịch đến đây đó thì có rất nhiều bạn sẽ đánh cái đáp án nào em biết không? Đáp án là câu B, là bởi vì là thấy nó phê bình, nó đang phê bình, chỉ trích cái việc xử lý vấn đề phải không? Nhưng mà em nhớ cái tựa đề á, là mình có từ gì nè, adapt là thay đổi để thích nghi nè, cho nên chúng ta cố gắng đọc thêm một chút xíu nữa đi em nè. To ease, để mà làm dịu bớt một số cái căng thẳng, cái stress bị đối mặt bởi hành khách á, những người mà bị bắt buộc là phải bỏ lỡ cái chuyến bay, thì cái hãng hàng không international quốc tế Darwin Air gần đây đã thay đổi cái chính sách overbooking, đặt chỗ lố của nó. Ok, vậy thì chủ yếu cái bài này nó nói về cái vấn đề chính là gì em? À, là thay đổi trong cái chính sách phải không nào? Thay đổi trong cái chính sách overbooking. Vậy thì em xem tại sao bài báo này được viết A, B, C, D. Đáp án là câu C ha, là để mô tả, miêu tả một số thay đổi trong cái chính sách, được không nào? Câu 192, what can Darwin Air passenger service agents, nhân viên dịch vụ hành khách của cái hãng hàng không Darwin Air á, thì có thể làm gì nếu mà một cái chuyến bay nó bị overbook, nó bị đặt chỗ lố? Rồi thêm từ khóa là từ nào? Là Darwin Air passenger service agents, và if a flight is overbooked, phải không nào? Đó là đáp án trước nha em. Câu A, provide, cung cấp chỗ ở khách sạn. Câu B, cung cấp cái voucher, khuyến mãi, discount, giảm giá. Câu C, liên hệ với những cái hãng hàng không đối tác, cộng tác. Câu D, cancel, hủy những cái đặt chỗ mà nó không có được xác nhận. Bây giờ chúng ta sẽ dò xem chỗ nào nói về Darwin Air passenger service agents và if a flight is overbooked nha em. Rồi em xem nó ở bài số mấy nào. Bài số 2 phải không nào? Một cái thư báo nội bộ gửi đến cho tất cả những cái nhân viên dịch vụ hành khách hãng hàng không Darwin Air. Rồi em dò xem có cái từ khóa là nếu một cái chuyến bay bị overbooked không? Có luôn phải không em? Số 1 nè, nếu một cái chuyến bay nó bị overbook, bị đặt chỗ lố ra đó, thì hãy cung cấp cái phiếu khuyến mãi Sky Saver cho những cái hành khách, những người mà tình nguyện bay cái chuyến bay sau. Họ sẽ có thể sử dụng những cái này là cái coupon, xem cái phiếu khuyến mãi á, để mà có được reduce, giảm giá khi mà đặt chỗ những cái chuyến bay trong tương lai với cái hãng hàng không Darwin Air. Vậy thì nhân viên dịch vụ hành khách có thể đưa cho họ cái gì em? Đưa cho họ cái coupon phải không nào? Mà cái coupon này á thì sẽ nhận được gì đây? Reduce fare, giảm giá phải không? Vậy đáp án là câu nào vậy em? A, B, C, D, đáp án chính là câu
Combi ha, cung cấp cái voucher giảm giá được không nào? Câu 193, ticket holders, những người có vé mà những người đó đó chịu từ bỏ cái ghế ngồi của mình just before. Mình có từ just before bằng với lại right before đấy. Right before có nghĩa là ngay trước khi ha. Ngay trước khi lên máy bay thì được quyền cái điều gì? Cô dịch lại cả câu cho suông hơn nha. Những người mà có vé mà họ chịu từ bỏ cái ghế ngồi của mình trước khi, ngay trước khi lên máy bay thì được quyền cái điều gì? Trời, vậy từ khóa là từ nào vậy em? Just before boarding, phải không nào? Đó đáp án trước nha. Câu A, a seat upgrade, nâng cấp ghế ngồi. Câu B, một cái tổng số tiền lên đến 1.000 đô la. Câu C, được đi vào cái phòng chờ hạng premium, là hạng cao cấp ha. Câu D, thêm cái điểm gì đó, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem chỗ nào nói đến trước khi lên máy bay nha. Lúc nãy chúng ta dừng ở bài số 2 rồi nè, mình dò tiếp đi em, xem có chỗ nào nói với việc là lên máy bay không. À, có cái mục số 3 phải không em, có từ boarding nè. Và đằng trước từ boarding có cái gì đây? Be about to start. Be about to có nghĩa là sắp sửa. Sắp sửa bắt đầu lên máy bay có nghĩa là ngay trước khi lên máy bay rồi. Vậy mình dịch cái câu này nha. Nếu cái vấn đề vẫn chưa được giải quyết trước cái thời điểm mà hành khách sắp sửa lên máy bay, thì bạn có thể cung cấp một cái khoản tiền bồi thường tối đa cho cái chuyến bay đó. Ok, vậy thì họ sẽ nhận được gì em? Tiền bồi thường phải không nào? Mà tiền là câu nào? À, tiền là câu B phải không? Nhưng mình không có biết chính xác là có phải 1.000 đô hay không. Và bây giờ chúng ta sẽ dò xem chỗ nào nói về 1.000. Chắc chắn là một cái liên hệ rồi. Em nhìn bài phía trước em có 1.000 không? Có phải không nào? Đây là 1.000 này. Em đọc thử câu này nó là gì đây? If all else fails, nếu tất cả mọi cách mà không được đó, thì Darwin Air, cái hãng hàng không này nè, sẽ cung cấp cho những cái người mà có vé đó một cái khoản tiền bồi thường lên đến 1.000 đô. Ok, vậy thì đáp án là câu nào vậy em? À, đáp án là câu B ha. Ok, câu 194, what is suggested, cái điều gì được nói về Mr. Hunt? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Mr. Hunt. Đó là đáp án trước nha em. Câu A, ông ta sẽ đi directly, trực tiếp từ sân bay về đến văn phòng. Câu B, ông ấy đã không thể ký kết hợp đồng với một khách hàng mới. Câu C, ông ấy đã ở Roystonville được một vài ngày. Câu D, ông ấy đã được cho cái quyền truy cập, cái quyền đi vào cái khu vực chờ exclusive, là riêng hay đặc quyền. Cái này có nghĩa là riêng đó em, một cái khu vực chờ riêng ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem Mr. Hunt ở bài số mấy vậy em? À, bài số 3 phải không nào? Có từ Mr. Hunt nè. Vậy chúng ta đọc cái email này để xem nói gì về ông Hunt nha. Cùng đọc với cô nào. Tôi vừa mới nhận được một cái tin nhắn từ ông Hunt. Ông ta nói rằng cái cuộc họp mà hôm qua ông ta đã có với representative, người đại diện của công ty Warren Construction á, went well, là diễn ra tốt đẹp. Vậy rất có khả năng đáp án không thể là câu B phải không em? Câu B. Bởi vì cái cuộc gặp gỡ nó diễn ra tốt đẹp thì tại sao lại không thể ký được hợp đồng với khách hàng? À, rồi tiếp nha. Anh ta thì hiện tại đang ở cái sân bay ở Roystonville bây giờ, và ông ấy nói rằng ông ta sẽ đến trễ hơn khoảng 1 tiếng. Vậy thì rất có khả năng loại câu nào đó em? Câu C, ông ta đã ở Roystonville được một vài ngày. Trong bài không có đề cập đến chuyện là đã ở một vài ngày, chỉ nói là bây giờ thì ông ta đang ở sân bay ở Roystonville thôi, phải không? Rồi dịch tiếp nào. Cái chuyến bay lúc 1 giờ 10 phút của ông ta đó đã bị overbook. Nhưng mà cái hãng hàng không này nè đã cung cấp cho anh ta một cái chỗ ngồi business class, là chỗ ngồi hạng thương gia đó, trên máy bay. Và cái chuyến bay đó sẽ khởi hành lúc 2 giờ 5 phút. Vậy khi đọc đến đây á, thì em thấy cái điều gì? Là ông này được nâng cấp lên thành ghế hạng thương gia ở trên máy bay, phải không? Mà thường đi máy bay đó em, mà đi cái hạng thương gia đó, hạng cao cấp á, thì sẽ có phòng chờ riêng hay em ha. Và đáp án rất có khả năng là câu đi nếu chúng ta suy luận từ kinh nghiệm ra, nhưng mà em cũng nên đối chiếu với bài ha. Vậy thì rất có khả năng nó sẽ liên kết với cái bài số 2 đó em, tại vì bài số 2 đang nói về các chính sách dành cho các trường hợp overbooking, phải không? Vậy thì có cái chính sách của cái mục số mấy mà mình chưa dò, mục số 2 phải không em? Vậy em xem cái mục số 2 có nói gì đến việc là business class không? Có, đây nè, phải không em? Có business class seat nè. Mình đọc thử câu này nha, nó nói là gì đây? Nếu mà cái chuyến bay đó vẫn còn bị overbook trong vòng 30 phút trước cái giờ khởi hành, thì hãy cung cấp cho cái hành khách cái ghế hạng thương gia cho cái chuyến bay tiếp theo, và được truy cập, được bước vào cái phòng chờ VIP trong lúc mà họ chờ. Vậy thì câu nào là chính xác em? Đáp án chính xác là câu đi ha. Ông ta được đi vào cái phòng chờ riêng, phòng chờ độc quyền, phòng chờ VIP đó, được không nào? Câu 195, Mr. Hobbs đã yêu cầu Miss Creature làm cái điều gì? Vậy từ khóa chính là từ gì vậy em? Là Mr. Hobbs và Miss Creature. Đó đáp án cùng với cô nha. Câu A, ensure, đảm bảo rằng một cái file nó được chính xác. Câu B, meet with, gặp gỡ, bàn bạc, thảo luận với những cái người đại diện của công ty đối tác. Câu C,
chuyển tiếp hay là gửi cái lịch trình của chuyến bay, câu đi, đặt chuyến bay quốc tế, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng xem Mr. Hobbs và Miss Creature ở bài số mấy vậy em? Ở bài số 3 phải không nào? Em xem là to gửi đến cho bà Creature, from gửi từ ông Hobbs. Vậy cái email này là do ông Hobbs gửi cho bà Creature, phải không nào? Lúc này chúng ta đã dịch đến lúc 2 giờ 5 phút rồi, phải không? Bây giờ chúng ta dịch tiếp nha. Cái điều này sẽ cho phép bạn có thêm nhiều thời gian để đi đến sân bay, bởi vì cái chuyến bay của ông Hunt bị delay khoảng 1 tiếng, phải không em? Ok, bạn có thể rời khỏi văn phòng để đón ông ấy lúc khoảng 5 giờ chiều. Until then, cho đến lúc đó, vui lòng hãy kiểm tra cái sự accuracy, cái sự chính xác của cái file mà tôi sẽ gửi cho bạn. Vậy thì em ơi, ông Hobbs yêu cầu bà Creature làm gì? Kiểm tra cái độ chính xác của một cái file. Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu A, đảm bảo một cái file nó được chính xác, được không nào? Mình có từ correct, còn ở trên này là accuracy, cái sự chính xác, còn correct là cái sự đúng đắn, chính xác ha. Nó cũng giống nghĩa với nhau, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch với cô nào. Doing Air, cái hãng hàng không này nè, tiếp tục adapt. Mình có từ adapt, có nghĩa là thích nghi đó em. Hoặc có nghĩa là thay đổi cho phù hợp ha. Thích nghi hoặc là thay đổi cho phù hợp. Và cô dịch lại chỗ này nha. Cái hãng hàng không Doing Air tiếp tục thay đổi cho phù hợp, được không nào? Bài này được viết bởi cái người tên này ha. Đối với bất kỳ cái chuyến bay nào á, thì hầu như guarantee đều được đảm bảo rằng sẽ có một vài passenger là hành khách em. Sẽ có một vài hành khách reservation là đặt chỗ trước, nhưng mà không có show up. Mình có từ show up có nghĩa là xuất hiện ha, hay là có mặt đó em, xuất hiện, có mặt, hay là đến ha. Sẽ có một vài hành khách đặt chỗ trước nhưng mà không có xuất hiện, không có đến. Unsurprisingly, không có gì ngạc nhiên rằng hầu hết những cái hãng hàng không á, sẽ attempt, cố gắng là nỗ lực để mà lấp đầy những cái ghế còn trống bằng cái việc overbooking. Mình có từ overbooking có nghĩa là sẽ bán vé nhiều hơn cái số lượng mà mình có thể đáp ứng nè. Bán vé dư ra, bán vé nhiều hơn cái chỗ ngồi mà cái máy bay có thể chứa, hay em ha, thì gọi là overbooking. Rồi this method, method là phương pháp hay là cách thức đem, phương pháp hay là cách thức ha. Cái phương pháp hay cách thức, cách làm này nè, thì không có controversy. Mình có từ controversy có nghĩa là tranh luận hay là tranh cãi ha, tranh luận hay là tranh cãi. Ở đây có phủ định hai lần em, not without, không có, có nghĩa là không thể không có cái sự tranh cãi. However, tuy nhiên, người ta đặt cái từ however ở đây để nhấn mạnh thôi em. Thật ra em đảo cái từ however lên phía trước cái từ this method, dịch sẽ suông hơn, cô dịch lại nha. Tuy nhiên, cái phương thức, cái cách làm này nè, thì không thể không tránh khỏi cái tranh luận, tranh cãi. As là bởi vì, nó occasionally có nghĩa là thỉnh thoảng nè, đôi khi hay là thỉnh thoảng ha. Occasionally, thỉnh thoảng. Nó thỉnh thoảng sẽ result in, có nghĩa là gây ra. Gây ra. Nó thỉnh thoảng sẽ gây ra cái chuyện là có nhiều hành khách hơn là cái chỗ ngồi, và một vài người có vé, holders là người giữ, người cầm ticket là vé, một số người có vé, cầm vé mà phải sắp xếp để bay cái chuyến alternative, có nghĩa là thay thế, bay cái chuyến khác để thay thế ha, bay chuyến khác, bay chuyến thay thế hoặc là khác, được không nào? Rồi tiếp, to ease, để làm dịu đi. Mình có từ ease là làm dịu đi đó em, làm dịu đi ha, làm dịu đi. Để làm dịu đi cái căng thẳng bị đối mặt bởi những cái hành khách, những người mà bị bắt buộc, bị ép buộc là phải miss, phải bỏ lỡ cái chuyến bay, thì cái hãng hàng không international là quốc tế là Doing Air gần đây đã thay đổi cái chính sách overbooking của nó. Một số cái hành khách mà bị affect á, mình có động từ affect có nghĩa là bị tác động hay em ha, bị tác động, bị ảnh hưởng đó. Một số cái hành khách mà bị tác động, bị ảnh hưởng ở cái ghế mà economy class em. Economy class có nghĩa là ghế hạng phổ thông ha, ghế hạng phổ thông, hạng phổ thông. Một số người mà bị ảnh hưởng ở cái ghế hạng phổ thông á, sẽ được cung cấp cho cái chỗ ngồi ở cái hạng thương gia ha. Mình có từ business class là hạng thương gia đó em, hạng thương gia ha. Vậy thì hạng phổ thông nó khác với hạng thương gia như thế nào? Thường thường cái vé ở cái hạng thương gia nó sẽ mắc tiền hơn, vì cái dịch vụ của nó sẽ tốt hơn, được chờ ở cái phòng chờ tốt hơn, lên máy bay được phục vụ tốt hơn, hay em ha. Rồi, ở trong cái chuyến bay tiếp theo, if all else fails, mình có cái cụm là if all else fails có nghĩa là nếu bằng mọi cách mà không được á, nếu bằng mọi cách mà vẫn không được ha,
Cụm thành ngữ này rất là hay em. If all else fails, nếu bằng mọi cách mà không được á, thì cái hãng hàng không này nè cũng sẽ cung cấp cho những người mà có vé đó lên đến 1.000 đô cái tiền bồi thường ha. Mình cái từ compensation có nghĩa là sự bồi thường nè. Sự bồi thường ha. Từ này cũng rất là hay gặp luôn. Số tiền bồi thường lên đến 1.000 đô la được không nào? Chúng tôi tự tin rằng với cái measures, mình có từ measures có nghĩa là biện pháp hay là cái phương sách hay là cái cách xử lý nè. Measures, biện pháp ha. Hoặc là cách xử lý, biện pháp hay là cách xử lý. Cô dịch lại nha, chúng tôi tự tin rằng với cái cách xử lý như thế này sẽ giúp cho chúng tôi cải thiện được cái mức độ hài lòng của khách hàng. Mình có từ satisfaction là sự hài lòng nha em nha. Rồi, CEO giám đốc tên là Valerie Suarez của cái hãng hàng không này nói như vậy được không nào? Rồi bài đọc số 2 đi em. Bài đọc số 2 là một cái memo, một cái thông báo nội bộ ha, gửi đến cho tất cả những cái agents là nhân viên đó em. Agents, nhân viên. Nhân viên bộ phận dịch vụ hành khách của hãng hàng không Dorian Air. Rồi, gửi từ administration có nghĩa là ban quản trị của hãng hàng không này ha. Cái chủ đề là nhắc nhở về cái chính sách overbooking, ngày gửi là ngày 5 tháng 11. Cùng dịch với cô nào, tôi tắc tắn rằng là bạn đã được brief. Mình có từ brief có nghĩa là được chỉ dẫn tường tận hay được thông báo tường tận ha. Được thông báo hay là chỉ dẫn tường tận đi. Cô dịch lại nha, tôi chắc chắn rằng tất cả các bạn đều đã được thông báo tường tận về chính sách mới cho đến bây giờ. Thế nhưng đây là một số cái reminders là nhắc nhở đây em, just in case, chỉ là trong trường hợp đề phòng ha. Rồi, cái thứ nhất á, là nếu mà một cái chuyến bay nó bị overbook thì hãy cung cấp những cái coupons là phiếu khuyến mãi SkySaver cho passengers, những cái hành khách, những người mà volunteer, tình nguyện bay cái chuyến bay sau. Họ có thể sử dụng những cái này, có nghĩa là những cái phiếu khuyến mãi á, để mà có được cái fares. Mình có từ fares là tiền vé nha em, áp dụng cho vé máy bay hay là vé tàu hay là vé xe đó ha. Thì họ sẽ có được cái tiền vé giảm khi mà họ đặt những cái chuyến bay ở cái hãng hàng không này trong tương lai. Số 2, nếu mà cái chuyến bay remains, có nghĩa là vẫn còn ha, remains, vẫn còn. Nếu cái chuyến bay vẫn còn bị overbook trong vòng 30 phút trước cái giờ khởi hành, mình có từ departure là khởi hành đó em, thì hãy cung cấp cho những cái hành khách một cái ghế ngồi hạng thương gia trong cái chuyến bay tiếp theo, và access to, và cung cấp cho họ cái quyền truy cập, cái quyền đi vào em, quyền truy cập ha, truy cập hay là đi vào, và cung cấp cho họ cái quyền đi vào cái lounge là phòng chờ đó em, phòng chờ trong sân bay đó ha, phòng chờ lounge, cái quyền truy cập, cái quyền đi vào cái phòng chờ VIP trong khi mà họ chờ. Rồi, số 3, nếu mà cái vấn đề vẫn chưa được resolve là giải quyết nha em. Nó giống như từ solve vậy đó, giải quyết ha. Resolve, giải quyết. Nếu cái vấn đề vẫn chưa được giải quyết trước cái thời điểm mà hành khách be about to, có nghĩa là sắp sửa em. Be about to là sắp sửa làm gì đó ha. Be about to, sắp sửa. Trước cái khoảng thời gian mà hành khách sắp sửa bắt đầu lên máy bay đó, boarding là lên máy bay đó em. Lên máy bay ha. Thì bạn có thể cung cấp một cái compensation amount, một cái khoản tiền bồi thường tối đa cho cái chuyến bay đó được không nào? Rồi bài đọc số 3 ha. Bài đọc số 3 là một cái email gửi đến cho Creature, gửi từ Hobbs. Chủ đề là chuyến bay của ông Hunt, ngày gửi là ngày 10 tháng 11. Đính kèm là cái bản ước tính chi phí. Rồi cùng dịch với cô ha. Hi John, tôi vừa mới nhận được một cái tin nhắn từ Mr. Hunt. Ông ấy đã nói rằng cái cuộc họp mà ông ta có ngày hôm qua với Vorin Construction Representative, có nghĩa là người đại diện đó em. Cái cuộc họp mà ông ta có với người đại diện của cái công ty xây dựng đó đó, thì went well, là diễn ra tốt đẹp thôi em ha. Ông ta thì ở cái sân bay ở Roystonville ngay bây giờ, và ông ta nói rằng ông ta sẽ đến trễ khoảng 1 tiếng đồng hồ. Cái chuyến bay 1 giờ 10 phút của ông ấy á, đã bị overbook. Nhưng mà cái hãng hàng không này nè đã đảm bảo cho ông ta rằng secure, đảm bảo ha, đã đảm bảo cho ông ta một cái chỗ ngồi hạng thương gia ở trên máy bay, và nó sẽ rời khỏi, nó sẽ khởi hành lúc 2 giờ 5 phút. Cái điều này sẽ cho phép bạn có thêm thời gian để mà đi đến cái airport là cái sân bay. Bạn có thể rời khỏi cái văn phòng để mà đón ông ấy vào lúc khoảng 5 giờ. Until then, cho đến lúc đó thì vui lòng hãy check cái accuracy. Mình có từ accuracy là danh từ có nghĩa là tính chính xác em. Sự chính xác, tính chính xác ha.
Hãy kiểm tra cái sự chính xác, cái tính chính xác của các file mà tôi sẽ gửi cho bạn, được không nào? Rồi, câu 191 mình có từ propose gặp rất nhiều, có nghĩa là đề xuất ha. Solution có nghĩa là giải pháp nha em. Vậy câu ai có nghĩa là gì? À, đề xuất một cái giải pháp về công nghệ ha. Câu B mình có từ criticize cũng rất là hay gặp, có nghĩa là phê bình. Phê bình hay là chỉ trích ha. Vậy câu B có nghĩa là phê bình cái cách xử lý của một cái vấn đề. Câu D mình có từ executive có nghĩa là người điều hành ha. Executive, người điều hành. Câu 192, câu ai mình có từ accommodations có nghĩa là tiện nghi hay là chỗ ở đó. Chỗ ở nha, chỗ ở ha. Rồi, vậy câu ai có nghĩa là cung cấp chỗ ở ở khách sạn, được không nào? Câu 193 mình có từ premium. Premium có nghĩa là cao cấp đó, chất lượng cao ha, cao cấp. Cao cấp hay là chất lượng cao. Vậy câu C có nghĩa là đi vào cái phòng chờ cao cấp chất lượng cao ha. Rồi câu D, mình có từ mileage, mile. Mile là dặm đó em ha, mileage là cái số dặm đã đi được. Points là điểm, extra là thêm. Thì em biết không, khi mà em đi máy bay á và em đi được nhiều chuyến thì người ta sẽ tính ra cái số dặm em đã đi. Thì có một số cái hãng hàng không họ sẽ tích điểm cho, họ sẽ thưởng điểm cho mình ha. Thì mình sẽ sử dụng những cái điểm đó sau này mình được giảm giá chẳng hạn. Thì người ta gọi là mileage points, được không nào? Thế câu số 194 mình có cái cụm lại reach an agreement. Reach an agreement có nghĩa là reach là đạt tới nè, agreement là một cái sự thỏa thuận, đạt tới một cái sự thỏa thuận, của dịch là ký kết hợp đồng ha. Ký kết hợp đồng. Rồi, tiếp, câu D mình có từ exclusive gặp rất nhiều, có nghĩa là độc quyền hay là dành riêng hoặc là riêng ha. Chỗ này có nghĩa là riêng đó em. An exclusive waiting area là một cái khu vực chờ riêng ha. Câu 195 mình có từ itinerary cũng rất là hay gặp, có nghĩa là lịch trình. Itinerary, lịch trình ha. Ok. Bài tiếp theo từ câu 196 đến câu 200, bài này có 3 bài đọc nha em. Bài đọc thứ nhất là một cái email, bài đọc số 2 một cái announcement là thông báo, bài đọc số 3 là một cái form gì đó ha. Câu 196, why, tại sao bà Walker lại liên hệ với tiến sĩ Fraser? Tôi đã bán trước nha em. Câu A, to invite him, để mời ông ấy trở thành một cái thành viên của một cái hội. Câu B, to schedule, để lên lịch trình cho cái một cái hội nghị ở trường đại học. Câu C, để yêu cầu cái sự tham gia của ông ấy tại một cái conference, một cái hội nghị. Câu D, để critique, là gì mình không biết mình cái đề đó ha. Một cái hệ thống mới được phát triển. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào bài số mấy em? À, bài số 1 phải không nào? Câu hỏi đầu tiên thường nằm ở bài số 1 ha. Rồi em xem thử, bài số 1 là một cái email do bà Walker gửi cho tiến sĩ Fraser. Vậy tại sao bà Walker liên hệ tiến sĩ Fraser? Đó là mục đích của email, chúng ta đọc đoạn đầu tiên ha. Tại đây, tại cái hội này nè, thì chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho cái Congress vào năm tới, cái mà sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 4 và 24 tháng 4. Along with, cùng với hay là bên cạnh cái bài thuyết trình đặc biệt và những cái hội nghị chuyên đề, thì chúng tôi muốn tổ chức một cái buổi discussion, thảo luận nhóm. Bởi vì bạn đã lãnh đạo cái việc nghiên cứu tại cái nơi làm việc của bạn, cho nên chúng tôi muốn invite, mời bạn talk about, nói về cái công việc của bạn on stage, trên sân khấu cùng với các tiến sĩ Ellie Williams và tiến sĩ Hannah Brown vào ngày thứ hai của cái cuộc hội họp này. Ok, vậy thì mục đích của email là gì em? À, là mời ông Fraser nói về cái công việc của ông ấy ở trên cái sân khấu cùng với hai tiến sĩ khác vào ngày thứ hai của cái cuộc họp, phải không nào? Vậy thì theo em là câu nào? A, B, C, D. À, đáp án chính xác là câu C, phải không nào? Yêu cầu sự tham gia của ông ấy có nghĩa là mời ông ấy tham gia vào cái hội nghị ha, để làm cách mời nói chuyện đó em. Ok. Câu 197, what is suggested? Cái điều gì thì được nói về panel discussion, cái buổi thảo luận về cái chủ đề là technology, công nghệ scanning. Rồi, vậy thêm từ khóa là từ nào? Panel discussion và scanning technology, phải không nào? Đó là đáp án trước nha. Câu A, nó được tổ chức vào ngày 24 tháng 4. Câu B, nó có một cái khách mời bất ngờ. Câu C, nó được tham dự bởi đông đảo khán giả. Câu D, nó đính kèm thêm một cái buổi thuyết trình về công nghệ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem panel discussion và scanning technology xem nó nằm ở bài số mấy vậy em? À, bài số 2 phải không nào em? Bài số 2 có panel discussion, có scanning technology luôn. Và em nhìn qua xem, trong cái discussion, cái buổi thảo luận này thì có ai tham dự? À, có 3 người tiến sĩ này. 3 người tiến sĩ này mình đã gặp ở bài số 1 chứ em? Rồi, phải không nào? Vậy đâu có cái khách mời nào bất ngờ đâu, phải không? Vậy thì câu nào loại vậy em? À, câu B là loại rồi, phải không nào? Rồi, và lúc nãy chúng ta có dò thông tin ở bài số 1, em nhớ không? Ba người này sẽ
cùng nói chuyện trên sân khấu vào ngày thứ mấy vậy em? The second day nè em, the second day of the gathering, vào ngày thứ hai của cái hội hội nghị, cái buổi hội họp đó. Và vào ngày thứ hai là vào ngày mấy, em nhìn lên xem. À, cái buổi hội họp nó diễn ra vào ngày 23 và ngày 24 tháng 4. Vậy ngày thứ hai là ngày 24 tháng 4. Vậy đáp án là câu nào em hả? À, đáp án là câu A, phải không nào? Cái cuộc thảo luận về cái chủ đề này sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 4 ha. Câu 198, according to, theo như cái announcement là cái thông báo là bài số 2 ha. Theo như cái thông báo đó thì tại sao một số người nên ghé qua hay là truy cập vào cái website? Vậy từ khóa chính là từ nào vậy em? À, website ha. Là đáp án trước nào câu A, để cung cấp feedback, phản hồi. Câu B, để upload, để đăng tải một số cái hình ảnh ha. Câu C, để view là để xem cái sơ đồ chỗ ngồi. Câu D, để hoàn tất transaction là việc giao dịch. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem website ở cái vị trí nào trong bài số 2 vậy em? À, ở cuối cùng luôn phải không em? Có website nè. Thì chúng ta đọc cái câu này thử cho nó nói là gì đây? Payments, cái việc thanh toán đó, có thể được thực hiện bằng thẻ tín dụng tại website này. Vậy người ta đến cái website để làm gì vậy em? À, để thanh toán tiền bằng thẻ tín dụng phải không nào? Vậy câu nào là thanh toán tiền vậy em? Ừ, câu đi phải không nào? Transaction là sự giao dịch, là thanh toán tiền đó. Ok. Câu 199, what did Dr. Brown, tiến sĩ Brown có lẽ là đã nhận được cái gì miễn phí từ cái khách sạn Eden Lake Hotel? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? À, Dr. Brown, free và Eden Lake Hotel, phải không nào? Đó là đáp án trước nha, câu A, a computer accessory, một cái phụ kiện máy tính. Câu B, truy cập vào hay là đi vào một cái trung tâm thể dục thể hình. Câu C, sử dụng internet không có bị giới hạn. Câu D, một cái ưu đãi tại cái spa, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem Dr. Brown và Eden Lake Hotel nằm ở bài số mấy vậy em? Bài số 2 là không có Eden Lake Hotel rồi nè. Bài số 3 có không em? À, có phải không nào? Có Eden Lake Hotel nè em. Có Hannah Brown nữa nè. Ok, vậy thì em xem cái bài số 3 là một cái gì đây? Một cái form nè, bồi thường cái tiền đi lại. Rồi ông Hannah Brown phải không? Rồi có Eden Lake Hotel. Rồi em dò xem có cái gì free không? Không có nói cái gì đến free hết phải không em? Vậy thì rất có khả năng á, là cái bài này là một cái bài liên hệ ha. Vậy thì em xem nè, ông Brown đó, ông ấy sẽ tham dự cái hội nghị phải không? Và khi tham dự cái hội nghị thì được cái quyền lợi gì? Thì chắc chắn nó sẽ được nói đến trong bài số 1 là cái email mà mời người ta tham dự phải không nào? Và bây giờ em nhìn thêm xem bài số 1 trước nha. Nhìn ngược lên xem có từ free hay không. Lúc nãy đoạn số 2 chúng ta chưa dò nè em. Có free không? Có không? Rồi mình nhìn nhanh qua nha. Ok, có từ free nè em thấy không? Có từ free nè. Rồi mình đọc cái câu này nghe nó nói gì đây? I'm sure, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ rất là đánh giá cao cái phòng gym của cái khách sạn. Tất cả những cái vị khách đều có thể sử dụng nó miễn phí. Em ơi, sử dụng phòng gym miễn phí. Vậy thì em nhìn lại đáp án đi. A, B, C, D, cái nào là phòng gym? À, câu B phải không nào? Câu 200, what is indicated, điều gì được chỉ ra về tiến sĩ Brown? Đó là đáp án trước nha em. Câu A, bà ấy đã đi cùng với vài người đồng nghiệp ha. Câu B, bà ấy đã lái chiếc xe thuê trong suốt cái quá trình mà bà ta ở Auckland. Câu C, bà ấy đã đặt những cái chuyến bay với hai cái hãng hàng không khác nhau. Câu D, bà ấy đã chi 23 đô để mà đi đến cái khách sạn Centennial. Ok, rồi bây giờ câu 200 là câu cuối cùng rồi em. Và thường câu cuối cùng chúng ta sẽ dò bài cuối cùng ha. Em xem bài cuối cùng có nói về tiến sĩ Brown không? Có phải không nào? Có từ Brown nè. Bây giờ em nhìn sơ qua cái bài này đi. Có cái bảng này dễ nhìn nhất nè, em nhìn nè. Đây là cái bảng mô tả cái thời gian đi cũng như là những cái chi phí mà bà ta đã sử dụng phải không em? Rồi bây giờ em xem nè, ngày 22 là sử dụng hãng hàng không này, phải không? Rồi, vậy em tìm xem cái hãng hàng không tiếp theo có khác không? Ok, ngày 25 sử dụng một cái hãng hàng không khác nữa nè em. Vậy thì em xem đáp án là câu nào ha? Đáp án là câu C, bà ấy đã đặt cái chuyến bay với hai cái hãng hàng không khác nhau ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô Cam nha. Bài đầu tiên là một cái email gửi đến cho tiến sĩ Fraser, gửi từ bà Walker. Chủ đề là cái Congress, mình có từ Congress có nghĩa là đại hội đây em. Đại hội ha. À, cái đại hội của POS hàng năm lần thứ 5, ngày gửi là ngày 8 tháng 12. Dr. Fraser, tiến sĩ Fraser thân mến, ở đây nè, tại cái hội POS này nè, chúng tôi đã bắt đầu preparations, là chuẩn bị đấy em, thực hiện những cái sự chuẩn bị ha. Đây là sự chuẩn bị đấy em, thực hiện những cái sự chuẩn bị cho cái Congress là gì em hả? Đại hội ha. Cho cái đại hội vào năm tới, cái mà sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4, along with có nghĩa là cùng với đấy em.
cùng với ha. Chỗ này cô dịch là bên cạnh hoặc là cùng với cũng được em. Bên cạnh hay là cùng với cái bài thuyết trình em, lecture, bài thuyết trình, bài diễn thuyết ha. Đặc biệt và những cái symposiums, mình có từ symposium có nghĩa là hội nghị chuyên đề. Cô dịch lại nha, bên cạnh một cái bài diễn thuyết đặc biệt và những cái hội nghị chuyên đề thì chúng tôi muốn host là tổ chức đem. Tổ chức ha, chúng tôi muốn tổ chức một cái buổi discussion là buổi thảo luận, panel là nhóm em. Vậy thì panel discussion là thảo luận nhóm ha. Thảo luận bàn bạc nhóm ha, thảo luận nhóm. Bởi vì bạn đã lãnh đạo, đã dẫn dắt cái việc nghiên cứu groundbreaking. Có nghĩa là có tính đột phá đấy em, groundbreaking là có tính đột phá ha. Có tính đột phá. Tại cái nơi làm việc của bạn cho nên chúng tôi muốn mời bạn để mà talk about, nói chuyện về cái công việc của bạn on stage, ở trên sân khấu em, on stage là trên sân khấu ha. Trên sân khấu cùng với tiến sĩ William và tiến sĩ Proud vào ngày thứ hai của cái gathering là cái buổi hội họp đấy em. Buổi hội họp ha. Buổi hội họp. Rồi, mỗi cái khách mời nói chuyện sẽ nhận được 2.000 đô in compensation. Mình có từ compensation có nghĩa là sự bồi thường đấy em. Sự bồi thường ha. Nhưng mà chỗ này á, mình nên dịch là thù lao thì sẽ hay hơn ha. Thù lao. Sẽ nhận được 2.000 đơn cho cái thù lao tham dự ha. Rồi, in addition thêm vào đó đó thì cái expense có nghĩa là chi phí em. Expense là chi phí hoặc là phí tổn ha. Travel là đi lại nè. Những cái chi phí đi lại á, sẽ được reimburse. Mình có từ reimburse có nghĩa là hoàn trả lại. Hoàn trả ha. Những cái chi phí, phí tổn đi lại đó sẽ được hoàn trả. Và một cái pass là một cái thẻ all access, được truy cập tất cả, được tiếp cận tất cả dành cho khách, sẽ được cung cấp cho những cái hoạt động. Mà cái này cũng bao gồm luôn một cái bữa tiệc riêng tại cái ballroom, là một cái phòng khiêu vũ của cái venue, là cái nơi này em. Conference là hội nghị, cái nơi diễn ra hội nghị ha. Rồi, những cái phòng đã được reserve, đặt chỗ trước nha em. Reserve là đặt chỗ trước ha. Những cái phòng đã được đặt chỗ trước cho những cái khách mời nói chuyện tại khách sạn địa phương. Mà những cái này á, thì được well equipped with. Mình có từ equipped with là được trang bị với cái gì đó ha. Còn well equipped có nghĩa là được trang bị đầy đủ, được không nào? Được trang bị đầy đủ với rất là nhiều loại facilities, là cơ sở vật chất đen. I'm sure, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ đánh giá cao cái phòng gym của các khách sạn. Tất cả những cái vị khách đều có thể sử dụng nó miễn phí. Và cũng có một cái spa, cái mà tính một cái phí vào cổng reasonable, là hợp lý em ha. Một cái phí hợp lý, được không nào? Reasonable, hợp lý. Rồi, tôi mong đợi được nghe phản hồi từ bạn, được không nào? Rồi, ký tên ha, người tổ chức đại hội. Bài đọc số 2 đi em. Bài đọc số 2 là một cái thông báo về cái Congress, là cái đại hội POS hàng năm lần thứ 5, được lên lịch trình vào ngày 23 tháng 4 và 24 tháng 4. Rồi, cái buổi hội họp vào năm nay đó của cái hội POS này nè, sẽ được tổ chức ở Auckland. Leading experts, mình có từ expert là chuyên gia đó em. Expert là chuyên gia ha. Những cái chuyên gia leading là hàng đầu. Hàng đầu ha. Những chuyên gia hàng đầu đến từ cái vùng South Pacific á, sẽ present là trình bày em. Present là trình bày ha. Những chuyên gia này nè sẽ trình bày về cái techniques, là cái kỹ thuật nè. Techniques là kỹ thuật. Và technologies là gì? Công nghệ ha. Công nghệ. Sẽ trình bày về những cái kỹ thuật công nghệ mới nhất cho cái việc làm thẳng răng, có nghĩa là niềng răng đó em. Rồi, những cái sự kiện sau đây đã được xác nhận rồi. Rồi, sự kiện đầu tiên là một cái bài diễn thuyết đặc biệt nè em. Advance là những cái cải tiến, những cái cải tiến, những cái bước tiến mới nhất, những cái cải tiến mới nhất trong cái việc là niềng răng đó em. Braces là niềng răng ha. Rồi, do Dr. James Reid thuyết trình nè. Rồi, symposium, cái hội nghị chuyên đề có tên là gì? Những cái loại implants là mô cấy đó em. Mô răng cấy mới ha. Rồi, được trình bày bởi tiến sĩ này ha. Rồi, symposium tiếp theo, cái hội nghị tiếp theo á, là cái kits, là bộ dụng cụ đó em. Kits là bộ dụng cụ ha. Cái bộ dụng cụ alignment để làm thẳng răng, có nghĩa là niềng răng luôn á, chi phí thấp. Rồi, được trình bày bởi tiến sĩ này, được không nào? Rồi, tiếp theo là panel discussion, là thảo luận nhóm á, là về công nghệ scanning, công nghệ quét, được trình bày bởi ba cái tiến sĩ này, được không nào? Rồi, the fees, cái phí là 540 đô dành cho thành viên của BOS và 600 đô dành cho những người không phải là thành viên ha. Và cái deadline mà thanh toán là ngày 30 tháng 3. Cái việc thanh toán có thể được thực hiện bằng credit card, là thẻ tín dụng đen, thẻ tín dụng ha. Tại website này, được không nào? Rồi, bài số 3 nha. Bài số 3 mình có một cái form bồi thường cho cái việc đi lại, có nghĩa là cái form
để mà hoàn tiền cho cái việc đi lại á em, của POS ha. Rồi cảm ơn vì bạn đã sao em contributing, đóng góp cho cái POS để mà ensure là đảm bảo ha, đảm bảo để mà đảm bảo rằng á bạn được compensate, là được bồi thường một cách properly, là đúng đắn nè và đầy đủ, thì vui lòng hãy complete hoàn tất cái form này và gửi cái bản scan và tất cả những cái receipts, mình có từ receipts là hóa đơn nha em, hóa đơn, và gửi tất cả những cái hóa đơn về cho Blake Henry tại cái email này được không nào. Rồi cái việc ở của bạn tại khách sạn Eden Lake á, đã được thanh toán bởi cái POS rồi. Tên của người tham gia là Hannah Brown. Cái sự kiện tham gia là đại hội POS hàng năm lần thứ 5 ha. Cái địa điểm của sự kiện là cái Auckland được không nào. Rồi expenditures có nghĩa là những cái chi phí đó em, expenditures là những cái chi phí đã được tiêu dùng, đã tiêu dùng. Rồi đây có ngày nè em, ngày 22 tháng 4 mô tả đã sử dụng cái hãng hàng không này nè và đi ở cái hạng ghế phổ thông ha. Rồi chi phí bao nhiêu đây. Rồi tiếp stationary supplies, mình có từ stationary có nghĩa là đồ dùng văn phòng đó em, supplies là những cái hàng hóa ha. Về chỗ này mình dịch là văn phòng phẩm nha em, stationary supplies là văn phòng phẩm ha, những cái đồ dùng văn phòng, văn phòng phẩm. Rồi ngày 24 tháng 4 thì có connection cord, mình có từ cord là dây đó em, connection là kết nối, dây kết nối ha, dây kết nối cho laptop được không nào. Rồi ngày 25 tháng 4 thì sử dụng hãng hàng không này và đi ghế hạng thương gia ha. Rồi có chi phí để mà đi taxi sớm ra cái khoảng sân bay nữa được không nào. Rồi có 196 câu đi, mình có từ critique, nhấn thứ hai ha, critique có nghĩa là phê bình hay là đánh giá đây em, đánh giá hay là phê bình ha, critique đánh giá hoặc là phê bình. Vậy câu này dịch làm sao em? Để đánh giá phê bình về cái hệ thống mới được phát triển được không nào. Có 198, mình có từ transaction có nghĩa là sự giao dịch ha, sự giao dịch, sự giao dịch, gặp rất nhiều transaction. Vậy câu đi có nghĩa là hoàn tất một cái sự giao dịch. Có 199, mình có từ accessory, accessory có nghĩa là phụ kiện nghe em, từ này cũng rất là hay gặp luôn. Vậy thì computer accessory là phụ kiện máy tính ha. Ok.